Hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn lại cái phần các cái phần tùy gan nha. Rồi nhìn lên trên cái phần bụng này ha, nhắc lại chút xíu ha. Mình cái phần tùy gan á, đối với mình khi mình làm siêu âm á thì mình phải nhớ là có một số cái mốc á, thì và rất quan trọng là chúng ta phải đặt đầu dõi đâu mình biết phần tùy đó ha. Thì ở đây một số cái mốc trên cái bệnh nhân mình có thể xác định nè. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có cái bờ sườn ha, đây là bờ sườn. Thì mình có cái vị trí này là chỗ túi mật. Thì chỗ túi mật là chỗ quan trọng. Bởi vì túi mật chính là ranh giới của phân thủy số 4 ở đây và 5 ở đây ha. Rồi. Vậy cái này là túi mật nè, quan trọng ha. Rồi. Mình sẽ có một cái đường tưởng tượng ở trong cái phần giữa giữa của cái bụng bệnh nhân đó. Thì cái phần giữa giữa này chính nó sẽ song song với túi mật ha. Đây là cái dây chằng. Ừ, dây chằng liền hoặc là dây chằng tròn đây ha. Thì nó sẽ mình thấy đây là túi mật nè. Thì dây chằng tròn dây chằng liền bên đây. Thì mình sẽ có cái này là phía trước đó là phân thủy số 4 ha. Và phía sau đó là phân thủy số 1 ha. Rồi mình có cái này là bên đây là gan gan trái này, bạn thấy bên đây là gan trái ha. Gan trái thì mình sẽ có một cái đường hướng ngang như vậy, cái đường ngang sẽ chia làm hai phần, phần trên đó là phân thủy số 2 và dưới là phân thủy số 3 ha. Nhưng mà chúng ta nhớ là túi mật đây là 4 ha, dây chằng liền gan trái vậy này là 2, 2 là trên, 3 dưới ha. Rồi và cái đó là bên gan bên trái. Rồi như vậy chúng ta sẽ xem xét cái bên bên trái ha. Rồi còn bên phải ha, bên phải thì chúng ta thấy từ bên đây trở đi là thuộc về phía gan phải ha. Thì mình nhớ là chúng ta sẽ có lấy cái gì lấy một cái đường tưởng tượng ha, lấy cái đường tưởng tượng là cái đường nách giữa ha, cái đường nách giữa ha, tưởng tượng thì mình sẽ chia làm cái này làm hai phần là phần phía trước với phần phía sau ha. Rồi mình lấy một cái đường tưởng tượng nữa, nó chia cái này làm bốn phần, là chia là nửa trên với dưới. Như vậy mình sẽ có là cái này nè, này túi mật nè ha. Mình sẽ có cái phần này là phân thủy số, đã đánh số là đây 5 nè ha. Này phía sau là số 6, số 7, số 8. Giờ tạm thời mình nhớ gì trước ha, sau đó chúng ta sẽ cắt lên cái thực tế ha. Rồi. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ có là chúng ta sẽ có cái mặt cắt đầu tiên mà mình hay coi cái phân thủy gan đó. À, chúng ta hay coi phân thủy gan đó là mặt cắt số 1 ha. Rồi, phân thủy gan là cái số 1. Chúng ta nhớ có một số cái mốc giải phẫu mình phải nhớ. Bên bụng lên xíu đây. Cả điều. Thì mình nhớ là cái mặt cắt số 1 đó mình sẽ có cái chúng ta có ba cái tĩnh mạch trên gan ha. Đây là tĩnh mạch gan giữa nè, gan phải nè ha. Thì đây chúng ta có phân thủy số 8, số 7 ha. Đây là phân thủy số 7, đây là 8 ha, và số 2, số 4 ha. Rồi đây số 2 chúng ta nhớ là 2 nè, 4, 8 và 7 ha, 2, 4, 8, 7. Thì rồi đó là cái phần của phân thủy gan mà nằm sát ở phía trong này ha. Còn nếu chúng ta nhìn ở đây nè, chúng ta nhìn trên đây thì chúng ta thấy là cái phần gần đầu dò. Đây là phần gần đầu dò, đây là phân thủy mấy? 3, đúng không? Bên đây là 4, gần đầu dò 3, 4. Như vậy chúng ta nhìn lên cái hình này thì mình thấy cái phần đầu dò nè. Nãy chúng ta có phân thủy 2 ở đây. Thì phần đầu dò đó chính là phân thủy số 3 nè. Đây vẫn là 4. Thì ở đây là chúng ta 4 thì thường nó sẽ chia làm hai phần. Phần ở trên là 4A, ở dưới là 4B. Thì ở đây gần đầu dò nhất là 4 mấy? 4B. Như vậy đây chính là 4B ha. Phần đây chính là 4A ha. Rồi tương tự thì ở đây chúng ta có 8 ha. Thì ở phần đây chính là gần gần đây chính là số 5. À, phía mé bên này nè là số 5 ha. Và ở đây chúng ta có 7. Thì đây là số 6 ha. Rồi, nó chúng ta nhớ là cái 2487 là thường nằm phía trong này thôi, còn phía ngoài khác ở đây thì là nó sẽ phân thủy nó hơi khác một chút xíu ha. Rồi, mặt cắt số 2, phần bụng lên. Mặt cắt số 2 là một cái mặt cắt khá quan trọng để đánh giá cái đây là mặt cắt số 2 ha. Rồi. Mặt cắt số 2 là mặt cắt khá quan trọng để coi cái phân thủy gan. Thì ở đây cho chúng ta thấy các bạn xem lại phần giải phẫu ha. Đây là tĩnh mạch cửa trái. Ha, chúng ta có ba nhánh này, nhánh nuôi cho phân thủy số 2 nè, nhánh nuôi cho phân thủy số 3 và nhánh nuôi cho phân thủy số 4. Và như vậy chúng ta nhớ là ở đây có một số mốc giải phẫu, ví dụ đây là dây chằng tĩnh mạch ha, thì đây là cái hàm phân thủy 1 ha.
Thì nhớ một cái đặc điểm quan trọng đó là phân thủy ngang nó sẽ bao xung quanh cái cửa tương ứng à, và chúng ta có này là phân thủy số 2 nè, thì đây cũng là phân thủy 2 luôn bởi vì nó nằm rất là sát. Tiếp tục cái này là nhánh số 3, thì đây là phân thủy 3, đây là phân thủy 3 à. Tương tự nhánh số 4 ha, thì phụ 4 4 và giữa số 4 và số 3 thì nó sẽ có dây chằng tròn ha, hoặc là dây chằng liền cũng được ha. Nếu chúng ta cắt chúng ta có thể thấy được đó, phần bụng lớn. À, các bạn có thể thấy một cái cấu trúc hoặc âm dày của ống lưng này, đây nè, đây chính là cái dây chằng tròn ha. Thì mình thấy dây chằng tròn rồi thì bên đây chính là phân thủy 3 và bên đây phân thủy 4 ha. Rồi chúng ta nhìn trên trở lại với cái bệnh nhân của chúng ta thì mình thấy nè, rồi như vậy vậy thì chúng ta cắt một cái dọc bằng giữa nè, khi cắt dọc giữa trái ha, khi cắt dọc giữa trái thì nó qua phân thủy mấy là 23 ha, đây giữa trái thì qua qua thấy 23 rồi, thì mình sẽ có 23 là phân trên dưới, ra do đó cái này là trên nè, thì đây là phân thủy mấy, phân thủy 2 và dưới là phân thủy số 3 ha. Rồi ở đây là cái gì, là tụy ha, đây là tụy, thân tụy ha, đây là thân tụy. Và như vậy phía trước của bụng thân tụy là phân thủy mấy, phân thủy 3 ha. Thì tương tự khi mình cắt số 4, mình xem mà cắt số 4 nè, cắt số 4 là khi mình khảo sát thấy tụy, thì mình sẽ thấy một phần nhu mô gan phình bụng lớn này, đây cắt số 4 ha, tương đối ha. Rồi cắt tương đối thôi, cắt tương đối cho bạn thấy đã được. Đây là tĩnh mạch lách, đây là tụy và đây là một cái phần nhu mô gan. Thì mình thấy khi mà cắt tụy đó có nghĩa là mình đang cắt qua cái phần nhu mô gan vùng thấp, như vậy cái này là nhu mô gan phân thủy mấy, phân thủy 3 ha, là nhu mô gan phân thủy số 3 ha, phân thủy 3. Ở đây mình có thể thấy một cái cấu trúc âm dày nè, đây chính là dây chằng tròn và đây mình thấy dây chằng tròn có nghĩa là bên đây là phân thủy mấy, 4 ha. Như vậy chúng ta thấy ha, 4 nè, chằng tròn và gan cái này phân thủy số số 2 ha, số 3 ha, số 3 nằm thấp. Rồi để thấy số 2 đó, này đây là số 3 nè, mình thấy số 3 là nằm thấp, để thấy số 2 thì mình có thể di chuyển lên nữa đó. Khi mà thường mình thấy cái tim á, khi mình thấy cái tim là có nghĩa là này lên cắt cao, thì cái đây vị trí kế bên đó là phân thủy số 2 ha. Rồi số 4, số 1 thì dễ rồi, số 1 thì mình có cái phình bụng lớn, có cái dây chằng tĩnh mạch làm cái móc ha. Thả đều, đây là dây chằng tĩnh mạch, đây là phân thủy 1 ha. Phân thủy 1 còn mà cắt nữa đó là mà cắt dọc giữa phải. Này. Khi mà cắt và cắt dọc giữa phải thì vẫn thấy cái tĩnh mạch chỗ dưới. Và ở đây là cũng là dây chằng tĩnh mạch ha. Chút hợp dày nè, rồi đây chính là giới hạn của phân thủy số 1 ha. Rồi. Này, như vậy thì mà cắt với phân thủy 1 thì mình sẽ có hai mặt cắt, một là mặt cắt số mấy? Số 2. Hai là mặt cắt dọc giữa phải ha. Giữa phải thì mình sẽ coi được phân thủy 1. Rồi cái vị trí của cái phân thủy 5, 6, 7, 8 thì nãy mình nói rồi ha, mình lấy cái đường nứt giữa làm cái đường tưởng tượng, tất nhiên cái này là tưởng tượng thôi, cái này cơ bản là mình dễ để chúng ta biết rằng là khi chúng ta cắt ở đâu, ví dụ như tôi cắt lên sườn nè, đây các bạn thấy ha, tôi đang cắt lên sườn ngay trong vị trí của túi mật, thì cái vị trí gần đầu giò nhất chính là phân thủy số 5, đây là bởi vì nằm cắt rất là thấp ha. Rồi còn nếu tôi đang cắt một cái, tôi đang khảo sát một cái đáy phổi mà tôi thấy cái gan đây, mà vị trí gần đầu giò nhất đây, bạn thấy đây là nằm phía trước, nằm phía trên thì đây là phân thủy số 8, đây vị trí này là số 8. Và tương tự nếu tôi cắt ở phía sau, thấy cái đáy phổi, nghĩa là nằm phía trên cao, thì mình thấy cái này là phân thủy số 7. Và tương tự nếu cắt xuống thấp, thấy cái thận, thì đây là phân thủy số 6. Ha. Và nếu mình cắt dọc trung đòn, phần bụng lớn. Đấy, khi mình cắt dọc trung đòn phải, thì chúng ta gần như chúng ta sẽ qua được tất cả các phân thủy luôn. Ha. Đồng phải ha, à, trung đầu phải thì như này, khi cắt trung đầu phải thì qua hết tất cả phân thủy, thì các bạn có thể thấy là phía trước này nè là phân thủy mấy, này, trước này là trước dưới ha, phân thủy 5, phía trên này là phân thủy số 6 ha. À, xin lỗi thì số 8 ha, 5 đây là số 8, bao quanh cái thận là phân thủy số 6 ha, và phía trên đây góc này là phân thủy số 7
Đó thì đó là chúng ta biết nhớ một số cái tính chất như vậy. Như vậy khi chúng ta nhìn trên này thì chúng ta có thể thấy rằng là đối với phân thủy 78 á, khi chúng ta cắt liên sườn này, khi cắt liên sườn như vậy, cắt liên sườn á, một cái một phần rất là quan trọng là chúng ta có thể quan sát được cái phân thủy rất là rõ. Đây phân thủy rất là rõ à, bởi vì nó nằm sát cả đi, nó nằm sát cái phần của đầu dò, chúng ta quan sát rất là rõ. Nhưng có một điểm hạn chế, nó là bị che bởi bởi hơi à, bởi hơi trong đáy phổi. Và tương tự đây, nó là phân thủy, đây là phân thủy số 8 nè. Và tương tự phân thủy số 7 cũng vậy, cũng sẽ bị che ha. À, số 7 cũng sẽ bị che bởi cái hơi của đáy phổi à. Và như vậy thì để khảo sát phân thủy 7 và 8 thì chúng ta sẽ phải cắt bằng mặt cắt liên sườn à, phần bụng lớn đó. Như vậy trên cái mặt cắt liên sườn này nè thì chúng ta mới thấy được hết trọn vẹn phân thủy 7 và 8 à. Đó, bởi vì chúng ta khi thấy hết cơ hoành như vậy là trọn vẹn nè à, phân thủy 7 và 8 để thấy hết như vậy là ok à. Vậy sẽ nhắc lại là đối với phân thủy 7 8 thì chúng ta có mặt cắt dưới sườn và mặt cắt liên sườn. Trong đó mặt cắt liên sườn thì nó sẽ bị hạn chế bởi vì cái hơi ha, bị che một khuất một phần. Do đó chúng ta sẽ bổ túc bằng mặt cắt dưới sườn, và lưu ý là mặt cắt dưới sườn chính là mặt cắt có thể khảo sát trọn vẹn nhất phân thủy 78 ha. Phần nội dung video đến đây là hết. Các bạn có thể đăng ký và để lại bình luận bên dưới. Xin chào tất cả các bạn.